Phượng hôm qua đã thuận hồng thật đấy. Ok, nó Hawk Rider. Hawk Cycle, ok. Mình nghĩ là trận này đánh Hawk Cycle rồi. Hawk Cycle 2.0, 2.6. Tại vì là đây là cái lượng cuối cùng. Ôi, Lava Clone, please. Lava Clone, please. No Lava Clone, please. No Lava Clone. No Lava Clone. Please. Oh no, Lava Clone. No Lava Clone. Oh my goodness. Actually, yeah. Oh my god, this. Oh my god, this. Actually goes straight through their deck. Or the guards are still letting one hit. Fireball had to be used. Yeah, but not. If this is last up, the baby gen is still a lot of pups still connect. That's a very good clone, forcing it to use. Bye bye, oh, hack out the. Yes, house cycle, classic version with, Lava Clones. That clone, it definitely works a lot better than Xbow expected. For sure. How do you feel right now, Zach? Nice. Please say anything. Another lava push and the Hulk does change up. Because he doesn't want that rage to pair it up to be paired up with that lava clone. Yes. No way. Holy. To the right side, I was thinking, okay, how is Xbow going to handle this? Five more flying machine. Okay, nice sir. And right now, how to defense? How to win? How to defense? How to win? Lots of pubs in the air still. Musketeer doing a great job cleaning out. I don't call that great job. But anyway, that's basically only. So anyway, how to win? Yeah, and the fireball was baited by the flying machine, so perfect timing. Mm-hmm. And it's gotta be a great feeling to have that. They did quite now, dude. Five on, come on. Nice, sir. More, one is to it. Oh, to it. And đây là một pha turn cuối cùng, put luck tút lava luôn. Cả nãy xin vẫn đang đấy. Nó chỉ có một cái phần. Phải xin để ý cũng được rồi. I'm good. And he gets the win! Guy. Jack is having the best of the back yesterday also. Sắp tăng chậm tại vì là... Hey, keep Hawk Cycle again! Oh, Hawk... Xbow Master is going to bring that Hawk. Hawk Cycles for both. Earthquake! Earthquake against the can, and this is great for Xbow. Yeah, no hit! Nicer! Yeah, Xbow Master has brought the hog. Thao thực ra quan sấp không quan trọng bằng việc là có build, mình rất bằng có build thôi, mình không cần sấp nhiều. Hog Lumber, Earthquake. No hit. Wow, nice defense. Hello. Hello, xin chào anh em. Cả đông chưa? Có cả đông chưa? Chưa có cả đông rồi. Thôi xong rồi. Đây là lần đấu cuối cùng với Zack rồi, Zack sẽ bị Zack đã bị ao mất rồi. Ngày hôm nay thì cho Zack thắng một chút đi được không? Đây là một cái khá kiểu đó khá là khó cho Zack. Họ bên kia họ không có building. Họ không có building. Nhưng mà họ có earthquake, vì vậy là Zack cần phải đặt cái căn đông cao hơn một chút. Xbow Master is always thinking about that EQ against the Let him, beat him down, yes. Not really going to put down anymore, because not just the leading game. Một thông báo tin buồn cho các bạn là team của Zack đã bị out rồi. Bị out phải kick off rồi. Vì vậy là trận đấu ngày hôm nay là trận đấu phải nói là Zack sẽ cầm Hawk Cycle. Trong trận đấy, ui, theo cuối cùng đó là một con đàn minions ạ. Khá là khó đây rồi. Knock đổi xuống. Just with that skeleton, not even wow. The ice water, it's connecting one. Well, it's connected two shots. That's big.
trận này trận đấu là tính năng biểu diễn thôi chứ còn nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng mà có một ý nghĩa đó là kỷ niệm cái đầu của Zack, hiểu không? Kỷ niệm cái đầu của Zack. Oh, hello Lucas Gamer, hello. Hello Lucas Gamer. Long long time, welcome back my channel. Oh, I love you. Today is the last matchup, of Zack in CRL, yeah. Because his team out of pick up. Gets two Muska, it's a little hard, but still got some damage from the earthquake and also the damage for the both Muska here. Hello, 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 Atut Grass. Hello, welcome back to my channel. He's just kind of lost out first, and the cannon has put down this a nice earthquake right away. Getting so much value out of that. So much value. Now, Hog, not free because of those minions on top. Today we have special matchup. Epic matchup. The last matchup of Zack in this season. Right. Forceful push with the earthquake this time around. It's gonna go through four Xbow. Hog will not connect. Nine defense. Perfect defense coming in. Perfect defense. Green log to drag it back. Now Fireball coming. This one's going to be tough. On his no way. Just. Or catching the animation with the amount of skeletons and minions in the air. But that lumberjack rage. See, actually, the Zexomass wants to use this. No, he does not. Earthquake gây đam nhiều chủ. Nice cannon. Nice cannon. And Hawk coming. Hawk coming. One hit. One hit. No way. Just up a little bit more, but not. Cần một hit nữa, chúng ta cần phải còn một hit nữa, lo hóc. Earthquake đâu? Oh no, cannon đâu? Earthquake ra rồi. Nhưng mà không có yêu thế nào, wait! No! 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 Chẳng hay quá! Tuyệt vời! But tuyệt vời. Đây là một trận đấu đỉnh cao và mình phải nói là trận đấu đỉnh của đỉnh. He's got 30 more damage onto the Hog Rider. If you have that pair, still at match point. OP còn cơ hội đi. Possibly the last game. Okay, Jack has the Hog. Yeah, he does. Yeah, I just from the ice spirit, I can feel it happening. And he says, wow, well, he knows. Yeah, half cycle again. Yeah, but that's so. Seems very likely. And Jack actually wants to know Xbow Master. Oh, no way. I think. Tombstone, maybe. Maybe it's Tombstone. Well, we knew that. No, Xbow. Oh! Xbow. Exactly. Exactly. Yeah, he changed. Troublesome. Oh, the ice wall will actually delay it. The first, I think he can play with Hawk, Icy Wizards, Tombstone. But right now, Xbow, Rockets, can I get it? Okay, here we go. I see what Jack is doing. And Xbow Master with that mini. And how about Xbow Master Deck? Tombstone, it can still be like Royal Giant. There has been lots of Royal Giant. How about Xbow Master Deck? Another possibility, Graveyard and few elves. Along with that mini. Lava! Using lava to go against Xbow, which is not a great choice. Definitely not a great choice. But he just had to put it down. And it's connecting. It's connecting. He's gonna let that go. He has Mega Middens and Ice Wall and Ice Spirit, slow by the Ice Wizard all the time. I think Rockman right now. No. Mega! Nicer. Focus on the right, but it's gonna go down. Jeff got the Ice Wizard. Yep. Only on the left. One hit, Mini Becca! No! Tornado, not actually. Because he had to make a choice. I thought he would use it against the Pug to delete more damage. But he chooses otherwise against Mini Becca. Well, as long as Xbow Master. Thực sự là một cái tên mà mình phải nói là khá là hay của Zack xử lý khi mà dùng là vẫn đép được cái con lava bằng Mega. Tuyệt vời. Chưa có đủ heli để lao nó rồi. Có Mega vẫn sống. Tuyệt vời quá. Địch bầu vẫn gắn vào trụ rồi. 1100 máu thì mình nghĩ là ở trong turn tiếp theo thì chắc chắn là Zack sẽ ăn. Zack sẽ ăn ở trong turn này tại vì là còn nếu mà cover được. Cover rất là tốt. Tuy nhiên tôi đang IC đâu. Chưa đủ heli rồi thôi xong rồi.
a lot easier for Jeff to actually use that from game. I see, but Zama's away. Oh, it's definitely a blue cycle. Stepping out that, Bây giờ Xbow thả khá là khó bởi vì là họ có Lumber và họ có Tombstone. Một pha sườn đập khá là kinh dị của Zach. Xbow bắn được chút rồi. Có một thêm một vài hit. Một vài hit. Trong cái turn tiếp theo này Zach sẽ công bằng Rocket. Mình nghĩ là Zach sẽ công bằng Rocket thôi. Tiếp tục đặt Xbow rất là dị. Mình rất chưa bao giờ mình dám nghĩ là sẽ đặt Xbow vào tuần đấy. Rất dễ sẽ bị mấy con kiểu như Mika hay là Lava sẽ bắn thôi. Và bây giờ sẽ... Nhưng mà đánh như vậy thì sẽ gây áp lực cho team... gây áp lực cho Xbow Master rất là nhiều. Tiếp tục. Xbow không thể bắn được vào trụ. Hai cái rocket mình nghĩ là vẫn chưa đủ. Jack is gonna have a hard time allowing that explosion to connect to the bridge's tower, and it feels like he's going to... Way nghiêm, quá con mini Mika! Yeah, I see đâu. Con mini Mika vào trụ! Đừng chứ! Đừng, con đừng để con mini Mika vào trụ! Nguy hiểm quá. Bây giờ mình nghĩ là sẽ là defend và dùng rocket thôi, chứ còn không thể cắn Xbow được, bởi vì Xbow rất dễ bị mini Mika đến chém. 884 máu, hai rocket vẫn là chưa đủ. Only defense. Vừa Lumi Mika vừa Lumber. Đẹp như nào đây? Rất rồi, tuyệt vời quá. Đẹp được, xoay được cycle được hai con Wizards, tuyệt vời. Họ chỉ có poison thôi. Bây giờ là Rocket Time. And the Lost. And mình sẽ đến từ Ellie. 1, 2, 3, 4, 5. Sai một thẻ rồi, được rồi. Đúng rồi, tôi này là ngon. Bây giờ các nước khi nào đánh lại CR các nước phải có nhà tài trợ thì mới không thể đánh. Did you ask Jack cuts to hit? I don't know. Ok, good luck Jack. And Xbow Master. I'm ready for another. It's emotional kill. Well skilled match. Excellent amount of emotes. You got it, I got it too. No, I don't think so. Hawk cycle, I don't think so. Yeah. I love the Hawk. Hawk's game. Hawk's game. That's one of the first emotes I actually bought. Đúng rồi. Up link vừa là vãi trưởng nên mình không thích cái đấy. Good luck, yep. The last matchup in this season yeah, right really now. We have too many emotes now. Yeah. We only have one set. Of course, when you go, you can press the arrow on the side and let you access everything. But it takes too long. Yeah, I know. You just want to have custom made emote sections for this. You listening, Supercell? Are you listening, Supercell? They're screaming out for extra slots on emotes. Yes. We want play emote things, okay? Emote, emote slots. Alright, well. Zach play, well, em. Ngày hôm nay là một trận gọi là đánh thủ tục thôi, vì vậy là nó thoải mái à. Oh, help Zap. Maybe Pekaram. Okay, within that emote fight, Jack, without noticing, Zap, he's winning. Zach win, I think. Just kidding about it. Maybe just thinking about one big push. And even if they don't have like a golden, I think beat down. Like a final minutes. Probably Pekka. Like, maybe. Ooh, Lava!
Vansky, ooh! No! Just deck, Adaban deck, Adaban deck! Adaban deck, Adaban deck! Woo! No! Adaban deck! He had chain Vansky, That mage is already gone for... Cannon card! Cannon cast! It's gonna lock up the Princess Tower! Ooh, cannon! In terms of damage, the balloon is going to finish that bot, right? Yeah. But slowly not! Oh, yes, banner bandek, yeah. It's really slow what it can do. Wow. Easy. And a knife easy. And the freeze. Monkey, monkey coming, monkey coming, monkey coming. With 18 seconds, I believe that's about nice, it. Nice. Understanding what's happening. Igbo Master bring a list deck out the lock. Yeah. There's no way of putting back here. Jack is just going to take it just like that. And about next new version. The new version. Congratulations, Jack. Yeah. Subscribe.